Lén đặt những thứ này lên bàn thờ thần tài lúc sáng sớm, cứ mở hàng là tiền bạc, khách hàng ùn ùn kéo tới. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, nhắc đến thần tài, chắc hẳn không ai trong số quý vị và các bạn là không biết. Thần tài là vị thần mang lại may mắn, cai quản tài lộc, phúc khí trong nhân gian. Việc thờ cúng thần tài được quan niệm là sẽ đem lại rất nhiều may mắn và tài lộc. Chính vì vậy mà đối với mỗi gia đình, đặc biệt là đối với các hộ kinh doanh, buôn bán, việc thờ cúng thần tài được thực hiện rất thường xuyên. Hầu như buổi sáng nào cũng có nghi lễ cúng thần tài để một ngày buôn may, bán đắt, tiền bạc dồi dào, ùn ùn kéo đến. Để phát huy được tối đa tác dụng độ trợ tài lộc của thần tài, các chuyên gia phong thủy thường đưa ra rất nhiều những mẹo phong thủy rất hiệu quả. Một trong số đó chính là đặt tỏi lên bàn thờ thần tài. Nghe thì có vẻ thật kỳ lạ, bởi tỏi thường là những thứ vốn không được phép đặt lên trên bàn thờ tổ tiên. Vậy tại sao lại có thể đặt tỏi lên trên bàn thờ thần tài để thu hút tài lộc? Để giải đáp cho thắc mắc về vấn đề này, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu trong nội dung ngày hôm nay. Nhưng trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Thần tài, ông địa là một trong hai ông thần được thờ trong một cái tủ thờ đặt ở dưới đất. Tủ thường được làm bằng gỗ. Tủ thờ thần tài, ông điện đều đặt hướng thẳng ra phía cửa nhà, thường ở vị trí có vách dựa vào, để tạo sự vững chắc cho tủ thờ cũng như cho sự kinh doanh và cuộc sống của bạn. Người ta không chỉ cúng hai ông vào ngày Tết mà cúng quanh năm, nhất là những gia đình chuyên nghề buôn bán, kinh doanh thì người ta tin rằng chỉ khi nào lo cho các vị thần này chu đáo hàng ngày thì mới được các thần phù hộ làm ăn thuận lợi, tiền vào như nước. Sáng sớm khi mở cửa bán hàng hoặc kinh doanh, người ta thường thắp hương cầu khẩn thần tài phù hộ cho họ mua may, bán đắt, cúng cho ông địa một ly cà phê đen kèm theo một điếu thuốc để ông độ cho trong ấm, ngoài êm, sơn son, thiếp vàng, phía trong khảm hoặc dán bài vị của thần tài. Bên cạnh đó, người ta thường đặt một đĩa tỏi có 5 củ tươi nguyên, đẹp đẽ hay nhiều khi là cả một bó tỏi. Họ cho rằng tỏi giúp cho ông địa có phương tiện để bài trừ các đạo trích vong binh, ám muội vì người âm cũng có người tốt, kẻ xấu nhưng thường giống như người dương mình vậy. Ngoài ra, họ còn dùng bó tỏi để phòng chống các tà sư làm ác, phá hoại bàn thờ nhà người ta bằng bùa, ngải. Và tỏi chính là vật có tác dụng tránh được điều đó rất tốt vì người luyện bùa, ngải thường kiêng ăn ngũ vị tân, hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Ngoài ra, bàn thờ thần tài ông địa còn có ông cóc, thiềm thừ để bên trái. Lưu ý là sáng quay cóc ra, tối quay cóc vào với mong muốn tiền của không bị trôi đi. Ngoài cùng trên mặt đất, các bạn nên chọn một cái tô sứ thật đẹp, nông lòng, đổ đầy nước và ngắt những bông hoa trải lên mặt nước, làm minh đường tụ thủy, một cách giữ tiền bạc khỏi trôi đi. Đặt tỏi lên trên bàn thờ, mẹo thờ thần tài này hết sức đơn giản mà hiệu quả lại bất ngờ. Quý vị có thể áp dụng hàng ngày mà không cần quan tâm đến khung giờ giới nghiêm như nhiều phong tục thờ cúng khác. Chúng ta không có xa lạ với các tục thờ thần cúng thần tài, nhưng không phải ai cũng biết về nguồn gốc tục thờ cúng này. Vậy hãy để kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ trong phần tiếp theo của chương trình. Chuyện kể rằng dưới dân gian không có thần tài, chỉ có thần tài trên trời. Vì thần cai quản tiền bạc, tài lộc. Trong một lần đi chơi uống rượu, thần tài say quá nên rơi xuống trần gian, đầu va vào đá, nằm mê mệt không biết gì. Sáng ra mọi người thấy một người ăn mặc giống như diễn tuồng cải lương thì lấy làm lạ và tưởng bị điên. Mọi người cũng lột sạch hết quần áo, mũ nón của thần tài đem bán. Thần tài tỉnh dậy, không có quần áo trên người và không nhớ mình là ai nữa vì đầu bị va vào đá. Thần tài không biết làm việc dưới trần gian nên thường đi lang thang khắp nơi xin ăn. Có một cửa hàng kinh doanh buôn bán gà, vịt,
heo quay ế ẩm. Thấy thần tài đến ăn xin nên mời vào ăn. Thần tài ăn rất nhiều và kỳ lạ thay, từ lúc thần tài vào ăn thì khách ăn kéo đến nườm nượp. Người bán hàng thấy vậy nên ngày nào cũng mời thần tài vào ăn. Khách hàng ở quán đối diện trước nay rất đông khách, bỗng dưng cũng chuyển hết qua quán bên này ăn. Được một thời gian, người bán hàng thấy thần tài chẳng làm gì mà suốt ngày được ăn uống, lại toàn dùng tay bốc, người thì bốc mùi. Nghĩ thần tài sẽ làm khách sợ không dám đến ăn và hao phí đồ ăn cho người ăn mày, nên người bán hàng mới đuổi thần tài đi. Quán đối diện ngày xưa rất đông khách, nay vắng tanh, thấy vậy liền mời thần tài vào ăn. Kỳ lạ thay, mọi người lại kéo hết sang quán này ăn. Mọi người thấy vậy nên ai cũng giành bằng được, mời cho bằng được thần tài đến ăn hàng quán của mình. Người dân khu vực đó thấy thần tài không có quần áo mặc nên dẫn đi mua. Mọi người đưa thần tài đến cửa hàng nơi quần áo của ông bị bán. Sau khi mặc quần áo, mũ nón vào thì thần tài nhớ lại mọi chuyện và bay về trời. Mọi người coi thần tài như là báu vật và lập bàn thờ, tôn thờ từ đó. Ngoài sử dụng các mẹo để có thể chiêu tài, chiêu lộc, bạn cũng cần quan tâm đến những điều lưu ý khác khi thờ cúng bàn thờ thần tài như sau. Thứ nhất, nơi đặt bàn thờ thần tài và ông địa thì phải luôn giữ cho sạch sẽ. Nhớ tắm rửa thường xuyên cho hai ông bằng nước pha rượu hoặc nước hoa bưởi. Và những ngày có mưa to nên đặt cho hai ông vào chậu sạch, cho ra ngoài trời tắm mưa khoảng 15 phút. Sau đó, rước hai ông vào nhà và dùng khăn lau khô, xịt nước thơm rồi thắp hương cầu khấn thì sẽ cực kỳ linh nghiệm. Thứ hai, lộc cúng xong thì không chia cho người ngoài, chỉ phân phát cho người trong nhà cùng hưởng. Trừ khi là các đồ thờ cúng trên tủ thờ bằng gỗ của bàn thờ gia tiên. Thứ ba, khi sắp đồ nên đặt mâm cúng trong nhà, chuẩn bị đồ lễ đơn giản, không cần quá lãng phí, chỉ cần đầy đủ hoa quả tươi và nước sạch là được. Thứ tư, phải rửa sạch chén trước khi lấy nước. Tốt nhất nên bày 5 chén nước trên bàn thờ. Lượng nước đổ cách miệng chén chừng 1cm, không nên rót nhiều, dễ bị tràn ra bàn thờ thì không tốt. Thứ năm, dùng nến hoặc đèn dầu, không nên dùng bóng điện hay đèn nhấp nháy, bởi vì chúng sẽ tạo ra trường khí xấu, ảnh hưởng không tốt đến việc thờ cúng. Đặt đèn và nến trong bàn thờ để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Thứ sáu, vào ngày mùng 10 tháng Giêng, ngày cuối tháng và 14 âm lịch hàng tháng, nên lau bàn thờ bằng rượu pha nước hoặc nước hoa bưởi. Chú ý, khăn lau bàn thờ và khăn tắm cho các thần tài phải để riêng, không được dùng vào những việc khác. Thứ bảy, dùng bình hoa thủy tinh hay gốm sứ đều được. Khi mua nên chọn hoa tươi, có nụ, có hương thơm thì càng tốt. Tuyệt đối không nên sử dụng hoa giả. Thứ tám, tuyệt đối không nên để hoa, quả trên bàn thờ héo úa, bởi như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gia chủ. Thứ chín, nghi lễ thắp hương. Thường thì sẽ thắp hương và khấn vào buổi sáng mỗi khi bắt đầu mở cửa kinh doanh. Tuy nhiên, cũng có một số người thắp hương vào buổi tối. Tốt nhất, gia chủ nên chọn giờ tốt lành để hành lễ, như vậy sẽ kích hoạt trường khí dễ hơn. Thứ 10, chọn quả tươi, không bị héo hay dập nát, có thể dùng táo, lê, chuối, cam, quýt và cũng tuyệt đối không dùng quả nhựa, quả giả để cúng. 11. Gạo, muối sau khi cúng xong thì nên giữ lại, không rắc ra ngoài. Rượu nên đứng ở ngoài cửa tưới vào trong nhà, điều này mang nghĩa rước lộc vào nhà. 12. Không để vật nuôi như chó mèo quấy nhiễu, phá phách, làm ô uế bàn thờ. 13. Sau khi lập bàn thờ cúng thần tài ông địa, gia chủ nên thắp hương liên tục trong vòng 100 ngày để bàn thờ tụ khí. Không tắt đèn bàn thờ bởi vì ánh sáng là công cụ chỉ đường cho các thần tài xuống trần gian. Trong 100 ngày này nên thay nước hàng ngày, chỉ cần xin điều gì thì thắp 3 nén hương cắm theo mỗi ngày. Vào ngày rằm, mùng 1, lễ Tết thì thắp 5 nén hương cắm theo hình chữ thập. Gia chủ nên chọn loại hương cuốn tàn để giữ được tàn hương. Như vậy thì sau một thời gian sẽ có bát hương đẹp và tụ khí. Đến ngày 23 tháng Chạp âm lịch thì rút chân hương hóa vàng. Lưu ý, sau khi hóa vàng thì nên đổ một ít rượu vào cho. Quý vị thân mến, từ xưa đến nay, người dân Việt Nam ta vẫn đề cao quan niệm có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Vậy bên trong, tất cả mọi chuyện có liên quan đến tâm linh như thờ cúng đều cần hết sức cẩn thận để tránh phạm phải các sai lầm đáng tiếc.
đối với việc thờ cúng thần tài cũng không phải là ngoại lệ. Các gia chủ cần chú ý đến cách bày trí bàn thờ sao cho thuận phong thủy, đúng nguyên tắc thì vận khí mới hanh thông, công danh sự nghiệp từ đó cũng suôn sẻ gấp bội phần. Không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ ngay trong phần nội dung tiếp theo. Từ bao đời, người dân Việt, bàn thờ thần tài luôn được ở vị trí dưới mặt đất chứ không phải ở trên cao, ít người qua lại như bàn thờ gia tiên. Tượng thần tài sẽ được đặt bên trái theo hướng từ ngoài nhìn vào, còn ông điện sẽ được đặt ở phía bên phải. Tuy chỉ là hai tượng thần nhưng mỗi vị lại đại diện cho 5 người. Thần tài có Hắc thần tài, Thanh thần tài, Xích thần tài, Hoàng thần tài, Bạch thần tài. Ông điện có Bắc phương Hắc đế, Nam phương Xích đế, Đông phương Thanh đế, Tây phương Bạch đế, Trung ương Huỳnh đế. Ngoài hai tượng thần tài và thổ địa, trên bàn thờ còn có các vật phẩm trang trí khác. Cách bài trí bàn thờ thần tài của các đồ vật như sau. Đầu tiên là bài vị. Theo cách bài trí bàn thần tài đúng chuẩn thì bài vị được đặt ở phía trong cùng. Chúng thường được viết bằng chữ chiêu tài tiến bảo. Dĩa đựng 3 chén gạo, muối, nước. Được đặt ở giữa hai ông thần tài và thổ địa. Thường thì những thứ này chỉ để đến cuối năm mới thay. Trước khi đem vào thờ cúng, chúng phải được làm mới, sạch sẽ và thơm tho. Thứ ba, bát hương. Bát hương được đặt ở giữa bàn thờ khi bố trí bàn thờ ông điện. Sau khi mua về, gia chủ cần phải dùng rượu gừng để tẩy uế. Trước khi thờ cúng và khi bốc, cần phải tuân theo một số thủ tục nhất định. Hơn nữa, để tránh động bát hương khi lau chùi, bạn nên cố định bát hương bằng cách gắn chúng xuống bàn thờ. Bát sâu lòng. Được đặt ngoài cùng trên mặt đất là một chiếc bát sâu lòng bằng sứ thật đẹp. Gia chủ đổ đầy nước và rắc những cánh hoa hồng trên mặt, hay còn gọi là minh đường tụ thủy, biểu trưng cho việc giữ tiền bạc khỏi trôi đi mất. Thứ năm, lọ hoa và mâm bồng. Theo cách sắp xếp bàn thờ thần tài ông điện đúng phong thủy, lọ hoa sẽ được đặt ở bên phải, bên trái đặt mâm bồng đựng trái cây. Đúng theo nguyên lý, đồng bình, tây quả. Hoa cúng thần tài ông điện thường sử dụng là hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền. Hạn chế sử dụng những loại hoa có mùi hôi nồng cho bàn thờ thần tài. Trái cây được chọn là ngũ quả, tức 5 loại quả với kích thước và màu sắc khác nhau, gia tăng tính thẩm mỹ, mang lại may mắn, sung túc và vượng khí. Cóc ba chân. Trang trí bàn thờ thần tài ông điện, bạn nên có thêm ông cóc hay còn gọi là thiềm thừ với ý nghĩa giữ tiền bạc khỏi trôi đi. Ông cóc được đặt ở phía bên trái, nhìn từ ngoài vào, tránh đặt đối diện với cửa ra vào mà nên đặt chéo, check đi. Tượng Phật Di Lặc. Phía bên ngoài bàn thờ, bạn nên đặt thêm tượng Phật Di Lặc. Phật Di Lặc sẽ quản lý cũng như ngăn chặn các hành vi sai trái của các vị thần. Khay 5 chén nước. Thông thường, bạn sẽ thấy khay 5 chén nước được xếp thành hình chữ nhất. Nhưng để tốt hơn thì trong việc thờ thần tài, ông địa thì bạn nên bỏ khay và xếp 5 chén nước thành hình chữ thập, tượng trưng cho 5 phương, cho ngũ hành tương sinh được phát triển. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.